xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gương Mặt Cuộc Thi. Năm chú rể và ba cô dâu. Trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua ba vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong hai vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ năm chú rể và ba cô dâu, trong đó có hai cặp đôi thật, và nhiệm vụ của đội chủ nhà, đội khách mời sẽ tìm ra hai cặp đôi thật đó. Hai cặp đôi đó là như thế nào? Quý vị cũng cùng đoán với chúng tôi nhé. Trước khi đến với chương trình thì Quỳnh Linh xin mời giới thiệu hai đội chơi. Đội đầu tiên là đội chủ nhà gồm Danh Hài, Cát Phượng, ngày thứ hai Kiều Minh Tuấn. Và đội khách là cặp đôi vợ chồng rất dễ thương thưa quý vị. Một nhạc sĩ và một siêu mẫu. Xin giới thiệu Minh Khang và Thúy Hạnh. Theo Thúy Hạnh thì để tìm ra một cặp đôi vợ chồng thật, chúng ta nhìn vào điều gì? Với những cặp vợ chồng thật ý, thì em nghĩ là cái ánh mắt họ dành cho nhau nó sẽ khác. Và các cái cử chỉ thân thương họ dành cho nhau cũng sẽ khác. Nhưng khi một người chồng mà nói xấu một người vợ thì phản ứng họ như thế nào? Còn những bà vợ thì có thể ngồi im, nghe, quen rồi. Nghe chồng nói xấu quen rồi. Về chữ sau. Chữ sau, đúng rồi đấy chị ạ. Nhưng mà cũng có thể có những bà vợ là nhăn mặt liền, hay là bĩu môi, hay là chê lại. Nhạc sĩ Minh Khang thân mến, nếu như mình lỡ mình nghe bà vợ mình nói xấu mình á, thì mình sẽ phản ứng thế nào? Cái clip hay quá. Tối về quỳ lại năn nỉ. Năn nỉ vài lần bữa sau hết nói xấu. Cái này cũng là một phương pháp để cho cuộc sống yên bình đúng không? Thôi bây giờ chúng ta sẽ xem mặt ba cô dâu và năm chú rể. Xin mời ba cô dâu vị trí A. Vị trí B. Vị trí C. Xin mời năm chú rể vị trí số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5. Ở đây sẽ có hai chú rể và hai cô dâu là những cặp vợ chồng thật. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện thật của họ trong cuộc sống. Xin mời các cô dâu giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và hai đội chơi. Em tên Phương Trúc, năm nay 31 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Xin chào quý vị khán giả và xin chào hai đội chơi. Em tên là Nguyễn Phương, hiện năm nay em 27 tuổi và hiện tại em đang làm kinh doanh ạ. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Diễm Phương, năm nay 25 tuổi, hiện là lễ tân của nhà hàng. Mời năm chú rể. Xin chào anh Quyền Linh, chào hai đội chơi cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Ngọc Thiện, năm nay em 27 tuổi, em hiện là kỹ sư chiếu sáng. Vị trí 2. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào hai đội chơi, chào quý vị khán giả. Em tên là Mai Văn Hải, năm nay em 27 tuổi, nghề nghiệp hiện tại của em là quản lý nhà hàng. Số 3. Xin chào anh Quỳnh Linh và hai đội chơi cùng quý vị khán giả. Em tên là Cao Hoàng Nghĩa, năm nay em 26 tuổi, hiện em làm tài xế. Số 4. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào hai đội chơi và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Phong, hiện em 30 tuổi, em đang kinh doanh riêng, việc riêng. Số 5. Xin kính chào anh Quyền Linh, chào hai đội chơi và quý vị khán giả. Em tên là Quang, hiện em là giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 32 tuổi. Đây, bây giờ họ đã giới thiệu về mình. Theo những kinh nghiệm của hai vợ chồng Minh Khang và Thúy Hạnh thì chúng ta xem ai là cặp vợ chồng thật. Mình thử đoán xem nào. Bán vui thôi. Nếu mà nhìn số tuổi ở đây thì có vẻ hơi ngang ngang nhau anh nhỉ. Tức là có một cô dâu 31 tuổi, còn chú rể thì toàn 26, 27. Có một chú rể 32, một chú rể 30. Thì nếu mà nói về độ tuổi thì có lẽ là hai chú rể 4 năm với cô dâu A có vẻ hợp lý hơn em nói về độ tuổi. Nhìn mặt bắt hình dong thôi. Chú rể 2 với lại cô dâu 3. Cô dâu C với chú rể 2. Tại sao?
Thì chắc có một cái tương đồng là quản lý nhà hàng và lễ tân. Nhìn hình ảnh cũng có vẻ có chút xíu phù thề đấy. Phù thề một chút đúng không? Nhưng mà sao mà nói xong thấy chú rể một, chú rể hai đều ngồi cười. Mà sao mà cười lên, hai người cũng cười giống giống nhau. Biết đâu họ là thật thì biết sao? Biết đâu lại một hai với cả cô dâu xê những cái cũng kỹ sư chiếu sáng nhiều khi làm tránh sáng nhà hàng á, đèn nó đồ. Biết đâu được. Biết đâu đó được. Đó là sự suy đoán thôi. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với vòng 1 của gương mặt phù thề. Sau đó quý vị và các bạn đến vòng 1 gương mặt phù thề. Ở vòng 1 thì các cô dâu chú rể sẽ kể về những câu chuyện tình yêu của họ lúc họ mới quen nhau. Thông qua câu chuyện đó, chúng ta đoán xem ánh mắt, cử chỉ, phản ứng của họ như thế nào để chúng ta nghi ngờ cặp đôi nào đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nghe các cô dâu nói về những ấn tượng lần đầu tiên họ gặp mặt ông xã của họ. Vị trí A bắt đầu. Lần đầu tiên thì em và ông xã em gặp nhau tại quán cà phê. Thì lúc đó thì ấn tượng đầu tiên với em thì ảnh cũng cao. Nhưng mà em không ưa gì mấy, tại vì ảnh rất là nhiều chuyện. Vô trong suốt buổi uống nước mà ảnh nói hình như là em chỉ ngồi nghe thôi. Còn như là ảnh nói không, nên trong đầu em là ý định là mai cho em gái của em lần sau đi hẹn đi uống nước nữa thì em mới nói là ý định của mình ra. Thì ảnh nói là mai chị đâu xa, đối diện trước mặt sao không làm mai. Ngày nào ảnh cũng theo mà ảnh nói riết vậy thôi. Rồi em cũng xíu lòng. Và cuối cùng không có làm ai cho em của em luôn. Dạ không, dở kế hoạch. Mời cô dâu thứ hai. Thì lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau đó là khi mà anh đi chung với nhạc đám bạn. Ấn tượng đầu tiên về anh thì em chẳng có cái ấn tượng gì đặc biệt cả. Nó đúng hơn là ấn tượng xấu, bởi vì là mặc thì mặc quần sọc, xong rồi áo thì có mấy cái hình quái quái trên người mà nhìn đen đen xấu cái kiểu gì á, chứ không được như người ta. Nhưng mà sau đấy thì anh có viết vào một tờ giấy gấp lại thành một cái bông hoa hồng rất là đẹp, ghi là cho anh làm quen nha. Thì khi em nhận cái bông hoa này thì em thấy là cái chữ của anh ấy rất là đẹp. Sau đấy thì anh ấy cứ viết thư qua lại cho mình thì mình bị chinh phục, và sau đấy hai vợ chồng em yêu nhau. Đàn ông mà chữ đẹp cũng có thuận lợi quá nhỉ. Mời cô dâu C. Dạ, ấn tượng đầu tiên của em với chồng á thì em không ấn tượng hết. Nhìn ảnh cao mà mập rồi á, đeo mắt kính đen giống như xã hội đen vậy. Nhìn rất là ghê, nhưng mà sau đó ảnh cứ theo đuổi em mãi. Cứ thấy được sự chân thành của ảnh thì em bắt đầu mới là chấp nhận lời cơ. Cao, mập, đen, mập. Chúng biết mình, mình. Bây giờ á, mời các chú rể mình sẽ kể những cái ấn tượng đầu tiên gặp mặt bà xã của mình. Lần đầu tiên em gặp vợ em là hôm đó là có cái buổi họp mặt của hội từ thiện. Thì em không biết lúc đó vợ em có chú ý tới em không, nhưng mà vô là em cái nhìn vợ cái là em bị hấp hồn liền. Lúc đó vợ em trắng, rồi cao, xinh, mà đặc biệt là cái giọng nói rất là nhẹ nhàng. Thì sau khi bị hấp hồn như vậy về, em phải thức mấy đêm suy nghĩ, lên kế hoạch tấn công cua được vợ em cho tới bây giờ. Vị trí số 2. Em thì gặp vợ em trong một lần em đi uống cà phê cùng với bạn. Mà em ấn tượng nhất vợ của em là mùi nước hoa rất là đặc trưng. Khi mà em ngửi thấy mùi nước hoa em đã có ấn tượng thì em đã thích rồi. Thì em mới đưa mắt nháy vợ em là cạc 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 cạc. Nhưng mà cô ấy thì lại rất là chảy, không có để ý đến em. Nhưng mà sau đi khi đó em cố gắng tạo ấn tượng rất là tốt và theo tìm cách theo đuổi cô ấy cho đến bây giờ. Anh ơi, cái chuyện mà tả đá lòng nhiều thì lần sau anh làm thử coi anh. Cà 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 cà. Dữ quá. Vị trí số 3. Ấn tượng đầu tiên của em về vợ em là lúc lên mạng vô tình thấy hình nó đẹp quá, cái nhắn tin thử coi có trả lời không. Sau đó thì qua nói chuyện một hai bữa thì cái hẹn gặp đi uống cà phê. Mà lúc gặp thì che từ đầu tới cuối không thấy mặt mày gì hết á, thấy mất ấn tượng rồi. Tới khi mà vô quán cà phê kéo ra thì thấy bị hết hồn đẹp. Có gì ra? Kéo khẩu trang giáo khoác rồi ra. Nhìn tướng tá mặt mày thì đẹp gái hiền dịu. Vậy sao hết hồn? Thì đẹp quá hết hồn. À, mùa xuân đến làm em hú hồn. Vị trí số 4. Ấn tượng đầu tiên lúc em gặp vợ em là nhìn cô ấy trắng, dễ thương, có nụ cười tươi, làm em hút hồn. Lúc đó thì em thích rồi. Rồi em lên kế hoạch là xin số điện thoại, nhắn tin, gọi điện, tán tỉnh rồi kia. Rồi sau đó mới gọi là thành công.
Vị trí số 5. Thì ấn tượng của em về vợ em là lúc đầu thì nhìn rất là dễ thương, trắng, có mái tóc dài, rất là hiền. Nhưng mà không ngờ thì sau này về thì làm em dở mộng. Hồi xưa thì em như con nai vàng ngơ ngác, sau này về thì em hành xác anh quá. Sau này em về em tàn sát đám rừng già. Ai mà giữ vậy ta trong ba cô dâu này ta? Đó là những ấn tượng ban đầu của các chàng rể gặp các cô dâu. Ba. Anh đếm đi. Cái này lấy toàn đúng không? Đúng rồi. Lấy toàn. Đây em là đẹp. Ủa sao tự nhiên nó tới hùi nhờ. Ok, 3, 2, 1, kêu. Hello. Hello. Lại là tụi em đây thưa mọi người. Sau một tuần thật là lâu và dài chúng ta lại gặp nhau. Cho chúng ta giải mã tình yêu. Nam anh em nói như kiểu ấy thôi, vừa mới chào đầu chúng ta phải hào hứng lên chứ. Theo phong cách DJ nha. Ok. Oh yeah. Yo, yo. Hello. Ủa, chào mọi người. Bây giờ làm nào? Không có nhạc. Ai gửi nhẹ con gieo vô mảnh sườn. Tới tập này Nam em mới vẫn giữ con dao nha. Tôi vẫn giữ nguyên con dao. Cái mảnh sườn. Không có dao là tôi không biết rồi. Tới tập này tôi có búa. Ai ngay là tôi búa 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 nha. Búa. Ai búa tôi búa lại nè. Búa. Tôi đề nghị hai cái con người mới lạ này hãy tự giới thiệu bản thân làm quen nhau đi. Hello. Hey bạn, hey bạn, hey bạn. Chuẩn xa quá. Ủa bà là ai mà hai tay với tôi hả? Ê ê ê. Tôi đề nghị đây không phải là chương trình của trẻ thiếu niên. Yêu cầu các bạn trở thành thanh niên. Bây giờ chúng ta sẽ nghiêm túc nha. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi. Tôi cảm thấy không hợp lắm. Tôi nói đi. Tôi cảm thấy có một sự gượng gạo và cộng thêm một cái sự gì đó cho giả bạn. Thôi được rồi, để hiện nguyên hình ạ. Hiện nguyên hình đi. Hello các bạn, hôm nay thì chị em chúng tớ đã có mặt ở trên chuyến xe. Và chuyến xe này chính là chuyến xe của chương trình Giải Mã Tình Yêu. Đây, xin chào chị. Nhắc lại rồi, bây giờ tôi với Đặng làm quen đi. Tôi cảm thấy tôi giống như người vô hình. Xin lỗi cho mọi thứ lượt tàn hình. Lượt tàn hình, lượt tàn hình. Ai nói chứ, mình chưa gặp bạn. Cũng chưa gặp bạn như TV gì. Bạn là hình như nghe mấy chị em đồn là mà có một người vừa dễ thương vừa đáng yêu luôn. À, tên là Mu thôi hả? Chứ không có nói gì về tính cách đáng yêu dễ thương hả? DJ. À, tên thì giống con mèo nhà tôi. Nhây nè. Nhưng mà không hiểu sao giữa một trời lão lộn, giữa một đêm khuya mưa gió rầm rì trắng, ngày hôm sau con bé mất tích. Ủa, thế sao rồi sao? Là mất mèo đó má. Sao tự nhiên tôi kể chuyện cái không khí nó chậm tôi cũng đang kiểu đang cố. Vào chủ đề. Kìa. Yeah. Nam em. Yes. Chào anh nhỏ bạn. Chào Nam em. Okay. Để tôi đi. Mấy lần trước thì chúng em được nhận những cái mật thư có những hashtag hoặc là những hình ảnh có những cái thông điệp rõ ràng cụ thể để có thể hiểu được là em sắp gặp những người đàn ông như thế nào. Và ngày hôm nay chúng em nhận được một lần khó hơn là không nhận được một cái thông tin nào từ phía biên tập. Cho nên là anh biên tập ơi, cho em một số thông tin. Kiểu giống như có thể trên chuyến xe này chúng ta sẽ đi rất là xa. Nhưng mà chúng ta không biết đi đâu. Không biết đi đâu về và đâu. Không biết làm gì luôn. Giống như những đứa trẻ cơ nhở cần tìm nơi bến đậu. Tôi thấy những tiếng chim bồ câu. Bồ câu ơi. Bồ câu là bỏ trong nồi cháo nấu ăn sao? Ta đang nói gì sự hòa bình. Nhưng mà chúng ta đang là đề vừa Rương đập ơi. Ok, giống như là lần đầu tiên gặp DJ, cái tập mà lần đầu tiên gặp DJ Moon, Trang Moon thì chúng ta sẽ phải có một cái thử thách vượt qua ở một cái địa điểm cố định thì chúng ta mới có được những cái mật mã cần có để mà đoán biết chàng trai là ai. Rồi các bạn nghĩ gì về chuyện này và các bạn đoán là chúng ta sẽ phải vượt qua thử thách gì? Tôi nghĩ là sẽ cho chơi một trò chơi trí tuệ để đoán và thử thách xem ai là
nờ không anh? À, các cô gái nào mà đón trúng á thì mới có được mật mã, còn không thì không. Nhưng mà chúng tôi đang cảm thấy một cái sự mơ hồ trong chiếc xe. Ủa bây giờ mình quay chưa? Rồi, quay. Ủa nãy giờ chưa quay luôn hả? Không, tại vì em đang quay, em đang hỏi, anh không biết chúng mà quay rồi. Bây giờ ok. Đi thêm cái này, đi một đường. Theo như tôi được biết đó nha, đó chính là cái người nào mà lạ lẫm mới bước vô, những cái con người thân quen, ma cũ sẽ ăn hiếp ma mới. Nhưng mà tôi đã mang cái búa để đi để phòng vệ rồi. Búa thì không thể cứu được bạn ở hoàn cảnh này đâu. Bởi vì các bạn có ba người búa đúng không? Thì xin chúc mừng chị. Thì chị sẽ nhận được một thử thách. Đó chính là tại một địa điểm nào đó em không biết. Thì chị phải giải mã bí ẩn mà em cũng không biết. Đúng chính xác, giải mã bí ẩn để chị lấy một thư về cho tụi em. Chứ thật ra tụi em không biết chúng ta đang đi đâu về đâu. Xin lỗi nhưng ban tổ chức có thể tặng cho bé một cái chai keo chai gì mà chống chai keo mà cho nó bớt dính, là không nói cái gì mà dính quá vậy. Hôm nay thì mua mẹ chai mua đại một chai 502 nhẹ nhẹ dán vô cái hàm răng cho nó bớt dính nè. Ủa 502 dán vô là dính vậy? Mà nếu có mua mình phải mua hai chai. Sao vậy? Tại bên đây cũng đâu có nhựa gì kém. Tự giả cho mình xin phép gửi nhẹ giao vào mặt sườn bên phải. Rồi bây giờ các bạn cảm nhận gì về cái việc là kỳ này nó sẽ khác với mọi lần như vậy, và các bạn nghĩ chàng trai này sẽ là như thế nào mà lại có một cái sự đặc biệt như vậy ạ? Không biết cái gì luôn á. Lại tại vì em là người mới cho nên là em sẽ không comment về cái việc đúng rồi, chàng trai đó là cái như thế nào, cho nên rồi. Là không, em đang nói mà. Ồ dạ dạ rồi, ok sorry em, rồi nói đi. Tại vì em là người mới cho nên em sẽ không comment về chàng trai đó như nào. Và thực ra thì em vốn là một người rất là điềm đạm ấy. Các bạn có thể là nếu ví dụ như tìm thấy các chàng trai thì đừng có để cho chàng trai đó ngồi gần em, bởi vì nếu không thì em sẽ lộ hiện nguyên hình và sẽ không có điềm đạm được nữa đâu. Bởi vì anh ấy số này sẽ là trước số kia hay là sau số kia? Sau ok. Tại vì ở phần không, trước cái đó là Trang khỏi cần nói em. Ừ chị em mình mù hết rồi là... chị ơi, chị em mình mù hết, xem như không thấy gì, không nghe gì đấy chị. Nên bê dài của em là qua một tập là mọi người. Ừ, nhưng mà thực ra để em phải nói với các bạn truyền hình khán giả truyền hình nha, đó là thực ra thì bởi vì cái anh trước thì anh ấy cũng nói là đến 35 tuổi anh có ý định yêu, cho nên là em thấy hơi buồn và em cảm thấy là hơi thất vọng bởi vì mình vẫn chưa tìm được xoay ca của mình, nam thần của mình, cho nên là hy vọng là tập này sẽ xin lỗi mọi người, đây là chương trình giải mã tình yêu chứ không phải đi có chương trình em nhắc rồi đó. lại tìm đó. Người yêu ok đó, lại một lần không? Nữa lại một lần nữa búa vô đầu. Đây là âu nó chứ tội nghiệp cô gái được trước mặt chiếc đầm xanh để hy vọng, nhưng hy vọng đã vụt tắt, và lần này cô mặc chiếc áo màu hồng. Chị hy vọng trái tim sẽ